thứ 6 đen không phải lúc nào cũng là về những đám đông mua sắm để bán hàng vào những giờ đầu khó hiểu vào ngày sau lễ tạ ơn. Mỗi năm, hơn 100 triệu người Mỹ đến các cửa hàng vào thứ 6 sau lễ tạ ơn với hy vọng kiếm được nhiều tiền trên TV 4K hoặc cơn sốt đồ chơi mới nhất. Mặc dù Black Friday trên thực tế đã trở thành một ngày lễ của riêng nó, nhưng không phải lúc nào nó cũng diễn ra theo cách này. Trong một thế kỷ, thuật ngữ thứ 6 đen đã gắn liền với cuộc khủng hoảng tài chính thế kỷ 19. Vào năm 1869, hai nhà tài chính đầy mưu mô của phố Wall đã mua nhiều vàng nhất có thể với hy vọng làm tăng giá một cách giả tạo và bán với mức lợi nhuận khủng khiếp. Thay vào đó, thị trường vàng sụp đổ và kéo theo thị trường chứng khoán phá sản hàng triệu USD vào thứ 6, ngày 24 tháng 9. Black Friday luôn mang ý nghĩa tiêu cực của nó trong suốt đầu thế kỷ 20. Khi các chủ doanh nghiệp phàn nàn về việc công nhân kêu ốm vào thứ 6 sau lễ tạ ơn, làm giảm năng suất và tàn phá nền kinh tế. Thứ 6 đen sẽ không bị ràng buộc với hoạt động mua sắm sau lễ tạ ơn cho đến cuối những năm 1950. Khi cảnh sát Philadelphia đặc biệt danh chế nhạo cho lũ du khách ồn ào đổ xuống thành phố trước trận bóng đá lục quân hải quân, giao thông đông đúc và áp đảo các nhà bán lẻ. Trên thực tế, Black Friday không mang ý nghĩa tích cực hơn như hiện tại khi là ngày lễ mua sắm phổ biến nhất ở Mỹ cho đến những năm 1980. 1924, cuộc diễu hành của Macy's đầu tiên mặc dù được tổ chức vào ngày lễ tạ ơn. Cuộc diễu hành Macy's đầu tiên vào ngày 27 tháng 11 năm 1924 được quảng cáo là cuộc diễu hành Giáng sinh với sự xuất hiện của ông già Noel báo hiệu sự bắt đầu chính thức của mùa lễ hội mua sắm. Cuộc diễu hành ban đầu được quảng cáo trên toàn trang như một cuộc thi chạy marathon của sự phản chiếu, bao gồm các động vật sống từ vườn thú công viên trung tâm. Vào năm 1927, những con vật sống được thay thế bằng những con vật bằng khinh khí cầu khổng lồ. 1939, FBI tạo ra Thanksgiving, lễ tạ ơn từng được tổ chức vào thứ năm cuối cùng của tháng 11, nhưng vào năm 1939, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã nhượng bộ trước áp lực của Hiệp hội Hàng khô bán lẻ quốc gia và rời ngày lễ này sớm hơn một tuần để kéo dài mùa lễ hội mua sắm. Thanksgiving, như nó được gọi một cách chế giễu, đã gây ra tranh cãi và nhầm lẫn rộng rãi. Chỉ có 23 bang chấp nhận thay đổi, tạo ra một kỳ nghỉ kép trên thực tế cuối cùng đã được điều chỉnh vào năm 1941. Khi Quốc hội chính thức tuyên bố lễ tạ ơn là ngày thứ năm thứ tư trong tháng 11. Những năm 1950 và 1960 từ thứ 6 đen đến thứ 6 lớn và trở lại cảnh sát Philadelphia khiếp sợ vào ngày sau lễ tạ ơn. Khi một đám đông người ngoại ô sẽ tràn vào trung tâm thành phố Philly trước trận bóng đá lục quân hải quân và mua sắm giảm giá trước kỳ nghỉ lễ. Cảnh sát không thể nghỉ một ngày như phần còn lại của thành phố và thay vào đó phải đối phó với tình trạng giao thông tồi tệ và những kẻ buôn bán cơ hội. Vào năm 1961, các cửa hàng bách hóa của thành phố đã cố gắng loại bỏ cái tên tiêu cực và gọi nó là thứ 6 lớn, nhưng việc đổi tên thương hiệu không thành công. Những năm 1980 và 1990, ngày lễ mua sắm ở Mỹ ra đời thứ 6 đen mang một ý nghĩa mới vào những năm 1980, khi mà ngày mà các cửa hàng bán được nhiều hàng hóa đến mức doanh thu hàng năm của họ, khi thứ 6 đen ngày càng trở nên phổ biến vào những năm 1990, các cửa hàng bắt đầu mở cửa vào nửa đêm hoặc những giờ đầu của thứ 6, vì vậy mọi người bắt đầu cắm trại. Một số bang đã tuyên bố Black Friday là ngày lễ chính thức của nhân viên chính phủ và hiện tượng mua sắm bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới. Hôm nay, ít nhất 20 quốc gia khác quan sát thấy một số loại khởi động vào cuối tháng 11 cho mùa mua sắm nghỉ lễ. 2006, thứ 6 đen mayhem trở nên bạo lực, đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ.
Tại một trung tâm mua sắm ở Utah, 15.000 người mua sắm đã áp đảo lực lượng an ninh và nhân viên, xé rào hàng hóa để tìm kiếm những giao dịch chặn cửa tốt nhất. Tại chương trình mua hàng tốt nhất ở Virginia, những người mua sắm đã có một cuộc đấu khẩu về việc nhảy dây. Và 10 người ở California bị thương vì tranh giành 500 quả bóng bay giải thưởng. Cái chết đầu tiên vào thứ sáu đen là vào năm 2013, khi những người mua sắm điên cuồng ở Long Island chà đạp một cách thảm khốc nhân viên Walmart J.D. Mithai Dahmer. Theo thống kê của Black Friday Decal, đã có 10 người chết và 111 người bị thương kể từ năm 2006. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!